Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop AZ. Và hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm. Như anh em có thể thấy ở trên bàn, đúng vậy, nó là bề mặt hay còn gọi là Surface. Thì với cái mặt bàn này thì mình sẽ review cho anh em những cái gì? À chết nhầm, quên. Đây, đây mới là Surface của chúng ta. Boom. Surface Laptop 3 phiên bản của Microsoft, đặc quyền dành cho những anh em nào làm việc văn phòng và gọi là có một cái sở thích cực kỳ mạnh đối với những cái tác vụ cơ bản. Thì ok, chiếc máy này sẽ như thế nào mà tại sao mình lại nhấn mạnh cái vấn đề như thế? Câu trả lời sẽ có ngay sau intro. Và tất nhiên rồi thì link sản phẩm sẽ luôn luôn có ở dưới phần mô tả cho anh em để có thể vào để tham khảo những thông tin chi tiết. Với một cái thiết kế đậm chất MacBook này, với một cái nhu cầu làm việc mà đậm chất XPS, thì với chiếc Surface hay còn gọi là Surface thì mình cũng chưa biết phát âm cho đúng, cho nên từ bây giờ trở đi mình sẽ phát âm là Surface. Thì nó sẽ là Surface Laptop 3 thì sẽ có một cái gọi là cái khả năng đáp ứng cho anh em rất là nhiều với những cái tác vụ văn phòng Word, Excel, Outlook, hay là thậm chí là cả có thể thiết kế đồ họa các thứ nữa, nhưng mà chỉ ở cái mức cơ bản thôi. Tăng bốc nó như vậy rồi thì đầu tiên thì mình sẽ nói luôn về cái điểm mà mình muốn tăng bốc nó, về cái thiết kế và độ hoàn thiện. Thì như anh em có thể thấy đây thì gần như là một cái miếng kim loại nguyên khối. Tất cả các cái phần bò viền này được làm rất là chỉn chu và nó bò sát lại với nhau như thế này thì nó sẽ đem lại một cái cảm giác sờ nắn rất là vuông vắn và chắc chắn. Thì tất nhiên là nó không phải nguyên khối đâu, nó chỉ là hai cái tấm ghép vào đây thôi, vẫn có mặt đáy, mặt lưng và cái phần viền chia ra ở đây để có thể gắn các cổng kết nối ở bên cạnh. Và cái phần viền màn hình này cũng thế. Thì có một cái điểm vấn đề hơi nhỏ nhỏ ở đây, đó chính là cái phần viền màn hình thì hơi to một chút. Thì cái này nó là cái đánh giá khách quan của mình thôi, thì mình thấy hơi bất tiện với không gian làm việc. Còn lại thì không có vấn đề gì cả, mỏng, nhẹ và vuông vắn, rất phù hợp với những cái không gian làm việc gọi nhỏ gọn như là khu vực văn phòng hay là bàn giám đốc mà anh em phải set up nhiều đồ phong thủy này, hay là bút viết các thứ, giấy tờ, ký cáp, cái thứ để gọn vào mà chẳng may con máy nó dày quá, nó to quá thì cũng không hợp lý. Thì ok, tiện nói về các phần cạnh rồi thì mình cũng nói luôn về phần cổng kết nối. Chiếc máy này nó đáp ứng đủ những cái nhu cầu cơ bản. Đầu tiên thì phía bên trái chúng ta sẽ có một cổng USB-A 3.1, chúng ta sẽ có một cổng USB-C 3.0 và chúng ta cũng sẽ có một jack tai nghe 3.5 để anh em có thể họp hành các thứ online thoải mái. Và bên phải thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc gọi là cổng dạng MagSafe, thì cái khả năng cắm và khả năng bền của nó rất là cao và anh em chỉ cần đưa cái dây sạc vào gần nhẹ chạm một phát là nó tự hút vào và nó sẽ sạc luôn. Anh em không phải lo lắng xem là nó có vừa cổng hay không, nó có gọi là đúng chiều hay không như mọi cái mẫu laptop cũng cho bước bình thường. Nó rất là khá là rách việc một tí thì cái sạc MagSafe này rất là ok, và nó là cái sạc MagSafe theo thiên hướng làm giống MacBook nhưng mà nó to hơn thôi, cái chiều dài nó sẽ tầm này đấy. Ok, đó xong phần cổng kết nối thì chúng ta hãy nói một chút về chất liệu hoàn thiện bên ngoài. Thì khi mà mình nói về cái mà chất liệu hoàn thiện thì anh em luôn luôn hướng đến một cái từ về cái chất liệu để làm ra một chiếc máy Ultrabook bền, đó chính là kim loại. Thì kim loại ở chiếc Surface Laptop 3 này chúng ta sẽ có nhôm phủ anodize tất cả các mặt nguyên khối như mình nói ngay từ đầu video, rất dày, gần như là không có cái độ flex. Và luôn luôn những cái máy mẫu mà nó rơi vào khoảng 16 inch như thế này thì cái phần giữa nó sẽ hơi trống một tí, cho nên là cái độ flex nó sẽ tập trung nhiều vào đây. Nhưng mà khi anh em sử dụng, anh em bấm kể cả có mạnh tay chăng nữa thì cái độ flex anh em cũng không thể nào mà nhìn ra được. Thì ok, đó là tổng kết lại thì chúng ta sẽ có một cái mẫu laptop nguyên khối chúng ta nhỏ, gọn và mỏng, vừa đủ để anh em có thể đặt vào những cái không gian mà nó có nhiều đồ và làm cái tác vụ cơ bản rất là ok với số lượng cổng kết nối là vừa đủ. Tiếp theo đến đây thì chúng ta cũng sẽ đến với một cái phần mà anh em tiếp xúc rất là nhiều, đó chính là màn hình và cái bàn phím của chiếc máy này. Thì với màn hình thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 15,6 inch với độ phân giải là 2K, tần số quét là 60Hz, với tấm nền là IPS và có cảm ứng luôn, với một cái phổ màu rất là cao, 99% sRGB và 65% Adobe RGB, cùng với độ tương phản tốt, cùng với độ xoay màu thấp. Thì ok, cái màn hình rất là sử dụng rất là tốt. Cái độ trễ của phần cảm ứng này cũng không quá là nhiều đâu, nó chỉ rơi vào khoảng 0,5 cho đến 1 mili giây thôi, cái này cũng rất là bình thường. Và cái tấm nền này thì nó hơi rít một tí, nếu anh em nào mà đầu tư một chút dán một cái lớp cứng lực ở đây thì cái khả năng vuốt chạm các thứ nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Thì tiếp theo đến chúng ta sẽ nói đến phần đó chính là bàn phím và touchpad đi. Một chiếc laptop Ultrabook mỏng nhưng mà cái bàn phím của nó thì không hề mỏng. Cái hành trình phím của nó rất là sâu, nó tương tự như một số cái mẫu bàn phím của
Dell Inspiron hay là Dell Virtual, nhưng mà nó không cứng đến mức đấy. Thì khi mà mình sử dụng với những cái Dell Inspiron kia hay là kể cả Dell XPS đi chăng nữa, thì dùng một thời gian thì mình sẽ thấy khá là mỏi tay, nhưng với chiếc Surface Laptop này thì cái thời gian mà khiến mình mỏi nó sẽ lâu hơn một chút. Và cái layout phím thì nó không bị kéo dài ra ở hai bên như là những cái mẫu của Dell Inspiron hay là Dell Virtual để có thể fit vào cái gọi là cái khổ màn hình khoảng 15 cho đến 16 inch. Thì đây cũng là một cái điểm gọi là cái tư duy thẩm mỹ rất là tốt của nhà Microsoft để làm ra một chiếc Surface Laptop này. Thì ok, đó là về phần bàn phím. Thì nói đến touchpad đi, với một chiếc Ultrabook 15,6 inch thì không thể nào mà có chiếc touchpad bé được. Và nó lại được phủ kính nữa, cho nên là cái cảm giác nó rất là mượt và cái độ gọi là cái độ phản hồi nó rất là tốt. Cảm giác chạm các thứ nó rất là nảy và ok. Nhưng mà mình thích dùng cảm ứng hơn, cho nên là touchpad dù có tốt đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ lựa trên màn hình thôi. Ok, và ngoài ra thì cái chức năng bảo mật của chiếc máy này thì hiện tại mình chỉ đọc thấy rằng là nó có bảo mật khuôn mặt thôi và password như bình thường, mã pin các thứ. Còn lại thì không có dấu hiệu nào có sự xuất hiện của bảo mật vân tay cả, cho nên là nó chỉ dừng đến thế. Thì về khả năng nâng cấp thì chiếc máy này cũng có khả năng nâng cấp, nhưng mà nó chỉ nâng cấp được bộ nhớ thôi. Nhưng anh em có thể thay SSD từ phiên bản base của chiếc máy này, đó chính là 256, nên lên hỗ trợ tối đa đó chính là 1T thì ok. Tiếp theo đến thì chúng ta đến phần pin. Thì Ultrabook màn hình không sáng lắm nhưng mà phủ màu tốt và độ tương phản tốt, còn màn gương nữa, cảm ứng nữa, thì với một thỏi pin là 46Wh thì chúng ta sẽ dùng được tối đa khoảng 7 tiếng đối với một độ sáng gần mắt. Còn đối với bộ sáng mắt thì chúng ta sẽ rơi vào khoảng 6 tiếng 15 phút hoặc là 6 tiếng rưỡi gì đấy, tùy vào tác vụ anh em sử dụng. Nếu mà chỉ xem phim, lướt YouTube, lướt web các thứ, đọc tin tức hay là chia sẻ tài liệu thì nó cũng không tốn đến mức anh em hết pin trong một ngày được đâu. Tiếp theo đến thì về khả năng giải trí đi, thì chúng ta sẽ có một cái giải loa ở phía, mình cũng chưa tìm ra, nó hơi kín quá, nhưng mà khả năng cao là ở phía bên dưới. Thì loa cái chất lượng âm thanh rất là tốt, các cái giải nó phân tách rất là đầy đủ, và cái riêng cái giải bass thì ok, nó cũng khá là đầm, nó vừa đủ với cái tai của mình. Còn nếu mà anh em mua về nghe mà chẳng may mà nó không vừa với tai của anh em thì chắc là tai anh em nghe nó gọi là nó sành hơn của tôi chẳng hạn. Tôi chỉ nghe nó mức bình thường thôi, chiếc loa máy này rất là ok rồi, rất là vừa đủ. Đó là về tất cả những cái tổng quan bên ngoài, những cái nét thẩm mỹ, những cái tác vụ bình thường anh em trải nghiệm như là bàn phím, nhìn vào màn hình, rất touchpad, các thứ làm việc, chia sẻ dữ liệu. Thì ok, đến với một cái nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm khi mà mua một chiếc laptop về phục vụ, kể cả các cái chức năng cơ bản đi chăng nữa thì nó cũng phải gọi là đủ mới và đủ phù hợp để anh em có thể sử dụng, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cấu hình gọi là Ryzen 5 phiên bản Microsoft Edition. Thì nôm na mình search ra được thì nó là Ryzen 5 3580U với card tích hợp của chính là Radeon RX Vega 9. Thì chúng ta cũng sẽ đi kèm với đó là 16GB RAM sẵn, thì anh em cũng không phải lo về khả năng nâng cấp. Và SSD như mình nói là phiên bản base của nó sẽ là 256GB. Thì với cấu hình này thì mình có test thử một số cái bài test liên quan như kiểu là Space Vapor này, Blender hay là PC Mark 10, và có test một chút về mấy cái đồ họa nhẹ như kiểu là Lightroom. Thì đây mình sẽ có một số cái bảng kết quả thì show lên cho màn hình cho anh em, và có thể thấy rằng nó vẫn sẽ đáp ứng được. Nhưng mà cái nhu cầu này thì nói thẳng ra thì nó hơi nặng quá so với Ryzen 5 3580U. Thì với Blender thì nó hơi tệ một chút, thì mình thấy rằng cái thời gian render với bài test Classroom nó hơi lâu, rơi khoảng gần 40 phút. Thì thôi, Ryzen 5 3000 mà thì chạy còn GPU nữa thì chúng ta cũng không mong chờ gì quá nhiều. Nhưng mà bài Space Vapor nhá, thì có một cái điểm nó rất là hay, đó chính là cái số điểm gần như là nó đều nhau, thì nó sẽ đáp ứng được rất là, gọi là sao nhỉ, nó sẽ rất đáp ứng được rất là phủ, nó phủ rất là nhiều vào các cái tác vụ như thế này, về lập trình, về các thứ, thì nó cũng chỉ dừng ở mức cơ bản thôi. Anh em đi học mang chiếc máy này đi vẫn đủ để học. Còn PC Mark 10 là một bài test tổng hợp, thì với cái số điểm là hơn 2000 một chút, 2008 gần 3000, nó cũng là ở cái mức thấp so với một số cái mẫu laptop Ultrabook mà mình test ở đây. Nhưng mà với một cái cấu hình cũ thì nó đạt được một cái số điểm đấy thì rất là tốt rồi. Còn về Lightroom đi, thì Lightroom thì mình sử dụng chỉnh màu các thứ rất là ok, với kiểu một cái phủ màu tốt, độ sáng tốt, độ phương phản tốt, màn IPS thì chúng ta cũng miễn chê rồi. Nhưng mà có một số cái vấn đề, đó chính là khi mà chẳng may anh em mà load nhiều ảnh quá cùng một lúc, kiểu ất lên Lightroom ấy, thì Lightroom thường sẽ có một cái list, đúng không? Thì khi mà chúng ta lựa chọn giữa các cái ảnh này thì nó sẽ hơi có một hiện tượng gọi là giật lag một tí, thì cái này mình phải đánh đổi vì CPU nó yếu, mình nói thẳng luôn là nó yếu. Còn cái Radeon RX VK9 thì nó vẫn sẽ đáp ứng được cái nhu cầu này rất là tốt.
Vậy thì tổng kết lại về Surface Laptop 3 đi. Hoàn thiện tốt, thiết kế phù hợp với những người dùng cơ bản hay là những anh em làm việc văn phòng, kể cả mọi lứa tuổi thì cũng không đúng lắm, bởi vì giới trẻ hiện tại, ví dụ như tầm tuổi mình trở xuống thì thường sẽ không chọn những cái mẫu laptop này. Nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và nó sẽ sang chảnh hơn một tí, như kiểu là Dell XPS thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn về những cái điểm mạnh tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một cái hiệu năng rất là ổn ở cái mức cơ bản. Thì nghe nó hơi bị củ chuối một tí, nó hơi không phù hợp với cái những cái cấu hình Ultrabook hiện tại, nhưng mà thôi cũng chấp nhận được với RAM 16GB. Thì ok, còn về điểm yếu thì nó cũng chính là về cái cấu hình cũ luôn. Và cái một cái thiết kế nó khá là chưa hội nhập được với cái sự mới mẻ của cái thời điểm Ultrabook hiện tại. Mỏng thì cũng chưa đủ mỏng hơn những cái mẫu như kiểu XPS hay là Dell Inspiron hay Virtual. Nhưng mà dày, nhưng mà chắc chắn là ăn đứt những cái mẫu máy đấy. À không, ăn đứt XPS thì hơi khó. Vậy thì ok, nếu anh em thấy bài review của mình về Surface Laptop 3 này hay, hãy để lại một like, một share cũng như một subscribe cho kênh Laptop AZ. Và nếu anh em thấy rằng cái phần so sánh của mình hơi gập khiễng hay là có những cái góp ý gì thì hãy đừng ngại comment ở dưới phần bình luận để mình có thể biết và rút kinh nghiệm vào những cái bài nhận xét lần sau. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới của trên kênh Laptop AZ. Bye bye.